Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng lắm hả cháu? Dạ đúng rồi, qua đồng. Tối nay có thể qua đồng đó nè chú. Qua đồng hả? Dạ. Mấy giờ? 5 giờ. Dạ. Qua đồng là cái gì không? Thả hoa sen đó chú, hoa sen đó rồi. Hả? Nước hả? Dạ đúng rồi, cầu nguyện thả. Thả phòng ăn có gì? Dạ đúng rồi. Đây là xe chuẩn bị đi di hành nha mọi người. Xe này thì giờ được chạy trên đường phố để mình di hành.